Thưa quý vị và các bạn, núi Bà Đen thuộc tỉnh Tây Ninh là ngọn núi cao 986m, được xem là ngọn núi cao nhất vùng Đông Nam Bộ. Núi Bà Đen là một địa điểm du lịch hết sức độc đáo bởi vẻ đẹp hùng vĩ của thắng cảnh núi rừng thiên nhiên xen lẫn những thiết chế tâm linh tín ngưỡng của kiến trúc chùa chiền thấm đẫm bao truyền thuyết xưa. Trong một sắc màu phương Nam kỳ này, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tháp tùng với đoàn làm phim Đất Phương Nam, Đài Truyền hình Đồng Tháp đi tham quan khám phá và chinh phục ngọn núi Bà Đen. Chúng tôi đến tỉnh Tây Ninh trong một ngày nắng đẹp, và xa xa núi Bà Đen hiện ra thấp thoáng trong tầm mắt, chẳng khác gì một chiếc nón bài thơ khổng lồ nằm úp giữa mênh mông đồng bằng Nam Bộ. Núi Bà cao ngất trời xanh, mây giăng đỉnh núi, cây xanh bạc ngàn. Thưa quý vị và các bạn, nếu như Hoàng Kim đã từng có dịp ngồi trên hệ thống cáp treo ở biển Nha Trang đi ra Hòn Ngọc Diệt cao và dở so với mặt nước biển, thì ngược lại, khi ngồi trên cáp treo đi từ chân núi Bà Đen lên đỉnh núi, chúng ta sẽ có cảm giác như đang bay là lả cùng mây trên những mẫm đá, ngọn cây dọc theo sườn núi, thật là thú vị. Và chính vì vậy mà đoàn làm phim Đất Phương Nam đã có những thước phim tuyệt đẹp bởi khung cảnh hùng vĩ của non cao và mây ngàn trên đỉnh núi Bà Đen thuộc tỉnh Tây Ninh. Cao 986m, được xem là ngọn núi cao nhất Nam Bộ. Núi Bà Đen là một quần thể tổng hợp nhiều di tích lịch sử văn hóa, lịch sử cách mạng và danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở vùng đất phương Nam. Chỉ với hệ thống hang động tự nhiên ăn thông ra nhiều ngõ ngách và những cảnh quan thiên nhiên kết hợp kiến trúc tôn giáo đã tô điểm cho núi Bà Đen Tây Ninh một nét đẹp vừa hùng vĩ, vừa hài hòa giữa thiên nhiên và các thiết chế di tích văn hóa tâm linh tín ngưỡng. Quần thể di tích núi Bà Đen trải rộng trên 24 km vuông và đỉnh núi có chiều cao 986m, được xem là ngọn núi cao nhất vùng Đông Nam Bộ. Trên đỉnh núi Bà Đen có nhiều vách đá thẳng đứng, bao gồm cấu tạo bởi các loại đá granite, đá granodionic. Đỉnh núi khá nhọn nên các lối đi khá dốc. Đỉnh núi chia làm ba ngọn: ngọn núi Bà, ngọn núi Phụng và ngọn núi Heo. Đến với Tây Ninh, nghe truyền thuyết về Bà Đen được gắn cho tên ngọn núi, ta mới thấy yếu tố tâm linh tín ngưỡng bao giờ cũng luôn xuất phát từ những giai thoại, những truyền thuyết đậm chất tôn vinh, ngưỡng mộ một điều gì đó gắn với bao biến cố của lịch sử. Truyền thuyết kể rằng, vào khoảng nửa cuối thế kỷ 18, những cuộc xâu xé giữa chúa Trịnh và chúa Nguyễn đã đẩy nhân dân lâm vào cảnh khốn khó lầm than. Khi Nguyễn Huệ dấy lên cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, thì lúc bấy giờ có người thanh niên tên Lê Sĩ Triệt, tài cao chí lớn, đã từ giã người yêu tên Lý Thị Thiên Hương để lên đường theo Nguyễn Huệ. Lý Thị Thiên Hương là một cô gái xinh đẹp, đức hạnh, với làn da ngâm đen bánh mật, ở lại quê nhà, sống trong vòng dây của bọn cường hào ác bá, nhưng vẫn một lòng chung thủy với người yêu. Một hôm, khi bị bọn cường hào cưỡng bức, vì giữ tiết hạnh nên người con gái ấy đã leo lên tận đỉnh núi gieo mình tự vẫn. Từ đó người đời đặt tên cho ngọn núi ấy là núi Bà Đen. Có thể nói nét độc đáo mà cũng là yếu tố tâm linh tín ngưỡng để hàng năm thu hút hàng triệu du khách đến với núi Bà Đen chính là hệ thống chùa chiền, am tự và hang động nằm rải rác quanh các triền núi có nhiều lối kiến trúc đẹp.
Hệ thống chùa Điện Bà ở đây gồm có chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng, chùa Hang, vân vân. Linh Sơn Tiên Thạch Tự là một trong ba ngôi chùa được xây dựng lâu đời nhất và có lối kiến trúc đẹp nhất. Chùa Hang là nơi thờ Linh Sơn Thánh Mẫu, được thiết kế thờ tự trong một dòm hang to lớn. Phía trên có một tảng đá khổng lồ, phẳng lì, là nóc chùa, trông thật kỳ bí và lạ mắt. Ngoài các di tích lịch sử văn hóa tín ngưỡng, trên núi Bà Đen cũng có rất nhiều chứng tích về lịch sử cách mạng thời chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Tấm bia này ghi rằng, nơi đây 181 cán bộ chiến sĩ trinh sát thuộc Phòng Quân báo Bộ Tham mưu miền B2, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Một đặc điểm khá thú vị là trên núi Bà Đen có rất nhiều dây thanh long sống bám rễ vào các triền núi và mỏm đá. Những giặc thanh long nhiều đến mức có cả một hang động được đặt tên là Động Thanh Long. Ở lưng chừng núi Bà Đen có một cây hang gió sâu hun hút thật kỳ lạ. Không hiểu từ đâu, hơi lạnh mát rượi cứ thổi qua cửa hang này và bay mờ mờ qua miệng hang, chẳng khác gì một chiếc máy lạnh tự nhiên khổng lồ của tạo hóa. Quần thể di tích lịch sử văn hóa và danh thắng núi Bà Đen đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng công nhận là di tích cấp quốc gia vào năm 1989. Người ta thường nói, những ai đã từng đến với quần thể khu di tích lịch sử văn hóa núi Bà Đen Tây Ninh, từng chinh phục đỉnh cao của núi, thì chính là đã thực hiện được một phần của một cuộc khám phá sự kỳ thú bởi sự hùng vĩ của núi non vùng Đông Nam Bộ nói riêng và vùng đất Nam Bộ đầy huyền thoại nói chung. Mến mông rừng tràm bà
sâu lòng. Còn đâu đây tiếng gió ngựa vì mà ngỡ con tàu vô sông bờ xa, nỉ non sao tiếng nhạc kêu chiều vùng xưa dấu nam phiêu bạc theo thủy triều dấu trải qua. Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Tiến Dũng hân hạnh tài trợ chương trình này.